Thị lõm hôm nay đã làm mẹ. Thị lõm đẻ 4 con rất là to, một con cuối cùng to quá thì lót ổ. Thị lõm và bá sẹo, kết quả cuộc tình của thị lõm và bá sẹo là 4 con đều cọc, 4 con đều là cọc. Trong đấy là cái con to nhất cuối cùng lót ổ nó cũng là một con cọc tịt như con bố. Thị lõm là cọc quýt. Thì ba con này yên để anh quay cho con nè. Ba con này là một con này là cọc quýt này, đực này, vàng, đực vàng cọc quýt này. Con này thì không biết sau này nó sẽ ra màu gì, chắc là vàng rồi, theo kiểu là vàng phớt đen. Đây là con cái, con cái này cọc tịt. Đây ra đây nào, bú no rồi, cho vào chỗ bú mẹ không thèm bú luôn. Và đây con cái nữa, con cái này chắc có lẽ là cọc quýt. Trong 4 con thì có một con này là có móng treo đơn giống con bố này. Đây này, cọc quýt có móng treo này. Còn hai con này thì không có, hai con này thì chân không có móng treo. Đây là nó mới đẻ xong nhá. Còn móng treo thì khi nó đẻ từ bé này thì sẽ bấm đi cho chúng nó thôi, cho nó đỡ vướng. Đây không có móng treo đâu. Được rồi, kệ em đi. Chào gái. Hello. Gái ra gái canh hộ chị Sẹo hả? Gái vào trong chuồng đấy. Nha. Chị Sẹo không cần canh hộ đâu. Chị Sẹo là đại ca ở khu vực này thì chị Sẹo không cần có tranh canh hộ. Trời ơi, cái này nó lại đẻ 4 con. Nó đẻ 4 con mà nó lại mất một con tiếc quá. Chứ còn cái dàn bẹ sữa này thì nó có đẻ 8 con nó cũng đủ nuôi con luôn. Thôi được rồi, không phải gầm gừ. Ồn ào cái gì? Nhỉ, Sẹo nhỉ? Lõm nhỉ? Với vá với vẩn gầm ga gầm gừ. Cái giống chó cọc nó, giống chó cọc nó, cái độ đề phòng của nó rất là cao đây. Nhưng mà những cái con chó có tính cách chuẩn chỉ của nó ấy, thì là đây, khi chủ vào sờ con nhấc con nó thoải mái nhá, chứ không có ấy gì cả, nó cũng như con rốt ấy. Còn có những con mà tính cách nó nhát quá thì nó đề phòng mọi thứ, như thế thì không tốt đâu. Nó phải biết là có cái ai là cái người nó có thể tin tưởng được, chủ là nó phải tin tưởng để cho chủ sờ, chứ chủ mà cũng không tin thì hỏng rồi nha. Chủ mà cũng không tin nữa thì còn tin ai, không tin chủ thì còn tin ai. Thị lõm nè, đưa anh xem cái lưỡi của thị lõm xem nào. Thị lõm há mồm ra xem nào, nè há mồm ra xem cái lưỡi với cái răng của thị lõm. Há hẳn ra. Ôi sao đây đó. Nó đẻ được có 3 con thôi. Thực ra là như cái đàn này thì có mấy anh em cũng quan tâm, cũng thích cọc vàng. Có mấy anh em là bảo là có thì chia cho con cho, nhưng thực sự mà nói cái đàn này là cái con lõm này nó bầu, cái bụng của nó khá là to và mình hy vọng là nó sẽ đẻ được 6 con 7 con thì có chó chia cho anh em. Nhưng mà đẻ có 4 con này lót ổ mất 1, còn có 3 thì mọi người mà thích thì chờ đàn sau. Đàn này là mình sẽ giữ lại, mình sẽ giữ lại 3 con chó con này để mình gây giống.
hai con cái, một con đực. Mình còn rất là nhiều chó cái, còn mấy con chó cái đẹp nữa cơ, mọi người có thể chờ. Còn mấy con, con nhát chết ra đây anh xem nào, ra đây, nhát chết đâu, nào, gọi tên em là con nhát nhá. Đây là một đứa, đứa này sắp lên giống. Còn mấy đứa nữa, cái mặt của nó cũng theo kiểu như thế này, gần gần như thế này. Mất rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để tìm kiếm những cái con chó cọc mà vừa ý ở trên bản người Mông, nhưng mà là người Mông ở Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, khu vực cao nguyên Đồng Văn, núi đá lởm chởm treo leo, nó mua chó nó cũng đắt hơn. Chứ còn nếu mà nó như ở mấy cái huyện ở bên dưới của Hà Giang thì giá chó nó rẻ hơn. Mấy huyện mà không thuộc vào cao nguyên đá Đồng Văn thì cái giá chó nó rẻ hơn một chút, bởi vì cái việc đi lại nó thuận tiện hơn. Nhưng ở đây là chó mình mua là 100% là tất cả con chó mà mình mua về ở trên Hà Giang là mình đều mua ở khu vực cao nguyên Đồng Văn hết. Nha. Đó. Đây là trong này nó đang tối cho nên là quay là phải mở cái flash của cái điện thoại ra quay. Ba em này thì đây, nó to như thế này, nó dài một găng tay luôn này. Đây là vừa mới đẻ hôm qua xong này, hôm nay khô lông, dài một găng tay luôn. Sợ thật, phải nói là nuôi con cọc này mới giật. Nuôi con cọc mới giật mình là cái con chó ta nó nuôi thai to. Con cọc như con sẹo này thì nó, như con lõm này thì nó cũng to con, nó khoảng tầm 21, 22 cân, 23 cân. Rất là to này. Thì con nó to, nhưng mà con nó còn to hơn cả cái con rốt 40 cân nó đẻ con. Bởi vì cọc của nó đẻ nó cũng ít con. Nhưng thực sự là cho con của con cọc nó đẻ ra to thật. Dài đúng một găng tay luôn. Nha. Thế thôi nha. Nha. Cho con thì đã soi rồi. Mấy con cho con này thì sẽ giữ lại để gây giống. Mọi người chờ những cái con tiếp theo của những con cái vàng khác. Mình tổng cộng cái vàng cọc bản mình tìm mua về là tổng cộng là có 8 con. 8 con cọc bản vàng. Và 5 con là màu vàng cháy như thế này. 3 con vàng nhạt hơn. Rất là nhiều công phu và tiền bạc. Và có cái duyên nữa, cho nên là tìm được những cái con chó ưng ý. Nên là mọi người chờ đi, mọi người chờ. Nếu mà ai mà thích cọc vàng gốc bố mẹ bản thì chờ những cái đàn sau của những con sau. Đàn này nó đẻ ít quá, nó đẻ 6 con thì cũng nhường đấy, nhưng mà nó đẻ có 3 con thì phải để lại để gây giống. Ưu tiên những cái lứa chó đầu tiên để giữ lại gây giống. Chị lõm này, chị lõm thôi, chỉ lõm ở trong này 100 con nhá, chỉ lõm nhá.